như này ra tiếng Việt nhé. Cái quan trọng đầu tiên, thứ nhất là auto là chương trình làm việc tự động, manual là chương trình làm việc bằng tay, manual bằng tay. Còn Karen này là cái dòng TI, cái cấp TI. Đấy. THD là tổng sóng hài, sóng hài. Còn set coffee là cài đặt coffee thôi, không có gì cả, đúng không? Và yêu cầu cài đặt bao nhiêu chúng ta cài đặt. Còn CK, thế chúng ta hiểu, phải hiểu bản chất của cái CK, chữ này nó là cái gì? Thì nó là cái mối liên hệ giữa cái con tụ đầu tiên với tỷ số biến của TI. C thì các con tụ thì nó thông thường lấy sấp xỉ bằng Q. Còn K là tỷ số biến TI. Đấy, tín hiệu vào ấy. Số biến của TI nhá. Đấy. Nên là C chia cho K, tính là C chia cho K đấy, thì sấp xỉ bằng Q chia cho K. Q là cái công suất bù của con tụ số 1 nhá. Đây là con tụ số 1 là con tụ đầu tiên. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái Q này của con tụ số 1 chia cho tỷ số biến của TI thì nó được cái hệ số CK. Sensitivity này gọi là dịch ra tiếng Anh hay tiếng Việt nó gọi độ nhạy, nhưng thực tế đó là khoảng thời gian để phóng tắt nước tụ. Đúng không? Đấy. Thế cài cái sensitivity này tức là chúng ta cài tổng, ví dụ chúng ta có 6 bình, chúng ta cài 60 giây thì mỗi bình khoảng thời gian 1 phút nó là 10 giây. Dịch ra thì nó là độ nhạy, nhưng hiểu thì nó là khoảng thời gian đóng cắt cho một cái bình tụ. Recon time này là cái thời gian cho phép đóng lại một cái tụ khi đảm bảo nó đủ xả hết điện tích dư thì mới cho phép đóng lại. Còn nếu chưa xả hết điện tích dư chúng ta đóng lại rất nguy hiểm nhé. Anh em phải nhớ là ví dụ là tụ nó đang còn điện áp chẳng hạn, đúng không? Và chúng ta đóng một cái điện áp lưới vào, giống như việc là hai cái áp này nó không hòa cho nhau, phải hóa áp ấy. Khi nó chưa hết hẳn thì gọi là đóng hai thằng hòa với nhau mà nó không cùng tần, không cùng áp, đúng không? Thì nó gây phát sinh hồi quang. Đấy là anh em hiểu. Cho phép đóng lại khi đã đảm bảo xả hết điện tích dư. Tiếp theo cái red step này. Cái step này nó là cái gì? Là cái mà từng bước tụ chúng ta phải gắn cho nó một cái thông số chương trình riêng. Đấy. Gọi là cái red step, step là bước. Đúng không? Đấy. Còn cái switch program này đó là chương trình đóng cắt. Switch ở với Miro là có 4 chương trình đóng cắt. Auto này, manual và ngoài ra còn 2 chương trình nữa. Thì lát nữa vào cài đặt sâu bên trong anh em sẽ thấy. Tôi sẽ tại sao nó có 4 chương trình chứ không phải có Miro, không phải có 2 chương trình này đâu. Đấy là về đây là switch program thì trong này có 4 chương trình đóng cắt. Tự động bằng tay, án tự động và chế độ phát ngược của lưới khi có công suất phát ngược của lưới. Đây là điện áp mái các thứ đấy. Đấy. THD limit thì là đặt giới hạn 6 hài, limit là giới hạn. Limit tịch đấy, đúng không? Alarm cảnh báo thì nó đang cảnh báo là chúng ta không đưa TI vào thì chúng ta thấy là nó cảnh báo thấp dòng là OI, đúng không? Là thấp dòng, không có dòng, dòng quá nhỏ. Đấy là vì chúng ta mới đang cấp cái áp vào đây thôi, đúng không? Đấy, không có tín hiệu dòng đưa vào chân 17.8. Đấy là về cái. Thế còn tôi hướng dẫn qua một chút về cái đọc cái mạch này, hay đọc cái bản vẽ này, mạch định hướng này. Phải đọc như thế nào thì đầu tiên chúng ta cần phải đọc cái số trên cái này, đây là số trên cầu nhé. 1 đến 12 này, được chưa? 1 đến 12 là số chân cầu, 13 đến 24 này số chân cầu, đúng không? Đây là số cầu. Thế thì để con này làm việc thì chúng ta phải có tín hiệu dòng và tín hiệu áp. Chúng ta vẽ lưới đây, đúng không? Lưới đây này. Thì đây là đầu nguồn, đây là cuối nguồn, loát là đầu ra nhé. Thì đây chúng ta hiểu là đầu nguồn của lưới. Đấy. Để làm gì? Để khi chúng ta đọc bản vẽ chúng ta xác định được cái cực tính TI này. Ví dụ đây chân 17 và 18 là nối với hai đầu TI, đúng không?
chúng ta xác định 17 này, 18 này. Nối hai đầu ti nhưng chúng ta phải biết đâu là đầu K và đâu là đầu L. Nối vào đúng không? Rồi. Thì vẽ như này thì hiển nhiên đây 17 là chân K nhé. K vào. Vậy nó cùng phía với đầu nguồn. Các cái ti hạ thế của ta này. Thì cái thứ cấp của nó sẽ cùng phía với cái ký hiệu sơ cấp và đây nguồn từ trên đây xuống đúng không? Thì như vậy biết luôn chân 17 là chân K, chân 18 là chân L, chúng ta 17 chúng ta nối vào K của cái ghi 18 nối vào L xong đúng không? Tiếp theo tín hiệu áp này, ở đây là không có áp 3 pha, tôi cấp áp 1 pha là chân 13, 14, con này dùng được 2 áp 13, 14 là 220V này đúng không? Đến 240, 13 này, 14 này. Còn nếu ra lưới thì người ta không đấu 220 mà người ta sẽ đấu là 13, 15 13, 15 là 415V đây, tức là đến 5 giây là cấp vào chân 13, 15. Nếu ra lưới, lắp trên lưới thì thường người ta không có cấp được 5 pha, nó cấp được luôn 5 giây như thế này. Và đây qua cái thiết bị đóng cắt thôi, bảo vệ thôi, nó là cái automat thôi. Như vậy chân 13 chúng ta, chúng ta thì chân 13 chúng ta nối với 1 pha, ví dụ ở đây là pha B đúng không ạ? Chân 15 chúng ta nối với pha C, là 3 là pha C. Như vậy đã xong tín hiệu áp và tín hiệu dòng nhé. Cái này để làm gì? Để nó tính cốt phi trên lưới. Và có một lưu ý rất quan trọng mà anh em về quản lý vận hành cũng phải xem xét, đó là gì? Nếu như bộ này dùng điện áp dây như thế này thì TI phải đặt khác pha đối với pha điện áp, tức là TI bắt buộc phải đặt ở pha nếu như điện áp lấy ở DC. Còn nếu ông đặt trùng vào pha B hoặc pha C thì lập tức nó bù sai ngay, bù không có tác dụng gì, tính toán bù sai và không bộ này không tác dụng gì. Đấy, anh em phải nhớ. Nếu dùng điện áp dây thì TI phải đặt trên pha khác pha điện áp. Còn nếu như bộ này dùng điện áp pha thì TI phải đặt trên dây pha lấy điện áp. Đúng không? Nhớ nhé. Ví dụ là dùng điện áp pha chúng ta lấy là AO chẳng hạn thì TI bắt buộc phải đặt trên pha, hoặc BO thì TI bắt buộc phải đặt trên pha B. Đấy là hai cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi mà đấu với tín hiệu này. Anh em phải nhớ. Như vậy đã xong tín hiệu dòng, tín hiệu áp này. Đây chúng ta phân tích để đấu với mạch định thứ ấy. Tiếp theo đến áp chờ này. Áp chờ này. Pha, cái áp chờ này thì pha nào cũng được nhé. A cũng được, B cũng được, C cũng được, không quan trọng. Áp chờ này chúng ta thấy là qua cầu chì hoặc automat nối một chân 12 này. Vậy chúng ta lấy chân 12 này chúng ta nối pha A hoặc pha B hoặc pha C đúng không? Đấy áp chờ đấy. Qua cầu chì hoặc automat nối với chân 12. Từ 12 chúng ta thấy nối chân 24, vậy chúng ta câu từ 12 xuống 24 đúng không? Thì cái điểm này thực ra nó là điểm này. Không ai chích ở đây ra đúng không nhỉ? Hoặc là lấy từ chân áp đúng không nhỉ? Ra 12 và 24, hoặc là lấy từ chân 12 thằng này kéo xuống 24. Thì không ai chích ở điểm giữa dây cả đúng không? Phải lấy từ các cực của thiết bị. Đấy này. Như vậy đã xong áp chờ nhé. Đây là cái nguồn áp chờ. Chờ để làm gì? Để chờ sẵn là khi thằng này nó ra lệnh cái thì là con khởi nó có điện. Nó chờ sẵn một má ở con khởi này, các con khởi này. Một má luôn có điện sẵn nhé. Thế khi các cái tiếp điểm này nó ra lệnh con nào đóng thì tiếp điểm này nó sẽ đóng lại. Bộ tiếp điểm này là bên trong con này. Cái dàn tiếp điểm này là bên trong con này. Đúng không? Ví dụ đây nó phân tích này. Chân số 2 trên cầu đã nối với một đầu khởi từ, chúng ta tìm chân số 2 nối một đầu khởi. Vậy từ K1 đến K12 tức là bộ này 12 cấp bù có 12 bình bù được, dùng 12 bình. Thế chân số 3 chúng ta sẽ nối với khởi số 2 cứ như vậy. Đẩy đi thôi. Đấy. Thế thì chân còn lại của khởi này nối với trung tính đúng nhỉ? Đây theo đúng bản vẽ này. Nối với trung tính. Và con khởi số 2 cũng thế, chân còn lại nối với trung tính. Thế thay cái việc là kéo tất cả ra trung tính thì chúng ta trụ nối trụ trên đầu khởi đều trung tính. Chỉ trừ khi chúng ta thay thế con này mà nó không có 220 này. Nối trung tính thì chúng ta biết con khởi là điện áp 220 đúng không?
một đầu là lỗ trung tính thì chắc chắn là nó là 1.220 rồi, một đầu pha. Thế thì giả sử chúng ta cầm thanh con 1 này nhưng nó là điện áp 38 mang đến nó là cái con điện áp 38 cái khổ 220 buộc phải tách cái chân chung này ra, đúng chưa? Và chúng ta phải câu một pha vào đây, pha ví dụ ta đang lấy pha A là áp chờ đầu này rồi thì cái con sửa này phải lấy ở B hoặc C, không được phép lấy pha nữa, lúc đấy nó trùng pha. Trùng pha thì điện áp bằng 0 đúng không? Nên là chúng ta bắt buộc phải lấy ở pha khác pha đấy. Thì để đảm bảo đây nó mới có điện áp. Đấy là toàn bộ cái mạch điều khiển nó chỉ có vậy thôi, còn đây là toàn bộ đây là mạch lực. Nguồn đây, qua cầu chì của Atomat đây, đến ba con tụ này đúng không? Một con tụ có ba cái cực đây, giống như trên kia thôi. Nó vẽ này nhưng thực ra đây nó là đấu tam giác, đúng không? Nó vẫn là khép kín thành một cái tam giác. Còn mấy cái lòng ngoằng này là cái điện trở sạc đấy, sạc trên con tụ. Nó thường nó đặt ở trên nắp của con phía trên. Nó bé bé. Đúng không? Cái lòng ngoằng này anh em hiểu nó là các điện trở sạc. Còn toàn bộ cái mạch lực thì quá đơn giản. Đây mạch lực thì anh em nhìn thấy ngay, nó ví dụ quả tủ ra biết nhìn thấy ngay mạch lực. Còn công tích vào đây là cái mạch khiển. Bất kể một cái rơ le nào cũng đều có sơ đồ mạch khiển ở đằng sau. Chúng ta đều hiểu được. Cứ căn cứ đầu tiên lấy tín hiệu dòng, tín hiệu áp. Còn ví dụ dòng nó muốn lấy qua một cái đồng hồ thì dòng thì đấu nối tiếp thôi, đúng không? Đấy, nó muốn lấy qua một cái đồng hồ chẳng hạn. Ví dụ thằng này nó muốn lấy qua một cái ampere chẳng hạn. Đấu nối tiếp thôi, không có cái gì cả, cực kỳ đơn giản rồi. Còn áp thì chắc chắn là sẽ thường là tô thẳng luôn, tô thẳng như thế này là cái phân tích của cái mạch vị trí nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái đoạn cụ thể này. Cái này chúng ta khi mà nó có dòng nó sẽ báo lên. Ta vào cái này thì ta biết cái dòng gì thứ đây là bao nhiêu, dòng thứ cấp của TI ấy, cái này đúng không? Đấy. Cái này chúng ta không cài đặt được nhé, nó tự động nó báo nhé, nên chúng ta bấm cài đặt nó không có tác dụng gì đúng không? Không thấy nó nháy đèn đúng không? Đấy. Cái này thì là nó phát hiện cái sóng hải, nó cũng hiển thị cái thông số lên trên này, được chưa? Bao nhiêu phần trăm sóng hải đấy? Thì cái này chúng ta nó chỉ cài đặt được cái phần này thôi, cái này là hiển thị tổng sóng hài, độ méo ở sóng hài nhá. Đấy. Như vậy là ở điện lực thì gần như cái này cũng chưa bao giờ động đến, đúng không? THD này chưa bao giờ động đến. Đấy. Chúng ta bắt đầu làm từ đây này. Xét cột vi, đúng không? Cài đặt cột vi. Thế đối với con này, chúng ta đèn là sáng ở đây. Để thay đổi thông số, chúng ta bấm program thì đèn nó nhấp nháy. Đèn nhấp nháy chứ là cho phép thay đổi thông số. Và chúng ta ví dụ con này riêng cái cốt phi thì nó bị ngược này, xuống thì nó lại tăng này. Cái con này nó bị lỗi ở cái phần này, tăng thì nó lại giảm, đúng là cái tam giác đứng trên lên là nó phải là tăng. Đấy. Ví dụ đặt 0.96 đúng không, ta cần 0.96, ta đặt xong ta lưu lại, bấm program lưu lại xong đèn dừng là tức là xác nhận cài đặt, xác nhận đúng không? CK này. CK thì một là để tự động, hai là để bằng tay. Nhưng khuyên các anh em là nên để bằng tay, vì nó chúng ta điều khiển bằng tay thì lúc ấy nó dễ xét CK hơn, dễ tìm CK khi nó mất điện. Đấy, CK vừa nói rồi đúng không? Đấy. Ví dụ là ở đây có một cái con tụ là 10K đầu tiên đúng không? Ví dụ một cái dàn tụ là 10K nhé, xong đến 10 tiếp này, xong đến 15 này, xong đến 20 này, xong lại 10 này. Ví dụ một cái dàn có như thế này, đúng không ạ? Thế thì cái CK này là con tụ số 1 chia cho tỷ số biến TI, ví dụ TI chúng ta dùng 300/5 đúng không ạ? Thì cái này là 60 chứ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy 10 chia cho 60 thì ra tỷ số biến của đây là CK bằng bao nhiêu? Mình đặt CK bằng đấy thì tỷ số biến này đấy đúng không? Lấy cái con tụ số 1 này và mặc định con số đây là con số 1, con số 2, con số 3, 4, 5. Con này bao giờ cũng phải có công suất bé nhất nhé.
chương trình nó cài đặt các con khởi con dơ le điều khiển tự bao giờ cũng phải mặc định con số 1 của con bé nhất để nó tính cái CK để sau này nó mới tùy theo, bởi vì tất cả chương trình thì kể cả là dơ le gì nó cũng không thông minh đến mức là nó nhận biết hết được đâu, nên nó phải có một cái quy luật thì lúc khi mất điện có điện trở lại để nó tìm cái CK, nó tìm lại CK em nhé. Ví dụ một cái dàn như thế này đến cài đặt ngon lành, phòng kỹ thuật test ok, chạy thử ok, nhưng chỉ cần các anh đi sửa, ví dụ thay cho tôi một con tụ, ví dụ con số 1 nó cháy, nó hỏng, sửa hay là thay thế đúng không, mà trong ví dụ trong điện lực của anh không có con 10 mà anh có vác con 20 đi, thì anh em đi sửa hay thay thế thì cũng chỉ biết vác cái con 20 này đẩy vào đấy gì chấm hết đi gì. Khi ông mà đẩy con này vào đây nút test bằng tay vứt thấy nó đóng ok rồi nhá, nhưng khi nó mất điện lưới vì ông này đẩy ở đây con này nó không phải là con bé nhất nữa rồi, con bước một này con này nó mới là con bé nhất cơ đúng không? Mà ông lại đẩy con to nhất vào đây vào bước một này thì lập tức khi mất điện là lỗi. Nên tại sao hay lỗi? Tại sao? Bởi vì nó cứ coi con này là con bé nhất, sau nó mà những con sau nó lại còn đang bé hơn thì nó bị tính CK, nó bị sai. Khi mất điện có điện trở lại nó phải tính lại CK nhé. Thì nó bị sai, còn nó sai nó không tính được mà nó báo lỗi. Nên nếu anh em đi sửa chữa thì chúng ta nên phải quan sát trong tủ này đổi bình, tức là bây giờ ông vác con 20 đến đây thì ông không được phép đẩy vào cái bước một này, mà ông phải tìm trong các bước này con nào nhỏ nhất ông đẩy vào đây, còn những bước sau ông đẩy thế nào cũng được, nhưng bắt buộc cái bước một này phải là con bé nhất. Nhưng mà ví dụ như mà có con ví dụ như là có con 8K chẳng hạn thì mình có đẩy sang đây để nó vẫn phải đẩy lên cái và anh thế cái con này mà con 8K được. Nhưng mà cái tỷ số của nó thì nó có thay đổi không hay nó tự động theo ấy? Không, CK nó sẽ tính theo cái con 1 này và các bước sau mình gắn chương trình cho nó. Nên đã thay thì anh lại phải thay đổi chương trình. Cài lại. Nếu con 20 mà cứ lém ở đây mà cài lại. Anh ví dụ anh để không được, không được, bắt buộc rồi con này. Bắt buộc phải con bé nhất đẩy vào đây. Và ví dụ là con này anh đẩy sang đây thì con này lúc này anh để 20. Đúng không? Và đẩy con 10 sang đây. Thế thì đây đến cái phần này này. Như vậy CK em vừa nói rồi nhá, là chúng ta tính toán chúng ta biết rồi hoặc tra bảng trên đây nhá. Trên này có bảng CK nhá. Con Myro là có bảng CK, con PTV cũng có. Vậy là nếu để cài đặt con này là quan trọng, đến đây là quan trọng, cái bước này cũng quan trọng, còn bước này thì quá đơn giản, yêu cầu đặt bao nhiêu thì đặt, bước này cái này là hiển thị, cái này thì cũng đơn giản, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không muốn cho nó đóng nhanh quá, chúng ta tăng cái thời gian lên thôi. Nếu cài đặt chúng ta bấm nó nhấp nháy, chúng ta tăng nó lên, không có. Thế là tính theo giây, thời gian này là tính giây. Ví dụ tôi để 80 giây. Thông thường để bao nhiêu thầy? Thông thường thì khoảng là 10-15 giây trong một bước thì để cho nó hợp lý, đỡ đóng cắt nhanh quá thì nó hay hỏng thiết bị đóng cắt, khỏi hay hỏng. Chúng ta lưu lại này, cái này thì cũng không quan trọng, là cái độ nhạy này chúng ta không nên cho đóng nhanh quá, cắt nhanh quá đúng không? Đến cái này thì cũng không quan trọng, cái này khuyến cáo nhà sản xuất là tối thiểu 60 giây đúng không? 60 giây, như tôi để 60 giây. Tối thiểu là 60 giây nhé. Để cho nó xả hết. Như ta lưu lại theo đúng là tối thiểu là sản xuất. Như vậy, cái này không có cái gì. Đấy. Nó không ảnh hưởng đến cái chương trình đóng cắt. Nhưng đến cái này chỉ là cái quan trọng. Nên trong một cái bộ này thì cái này quan trọng, cái này quan trọng. Đấy. Cái red step. Thế thì red step thì nó là các cái bước tụ. Đối với bước 1 khi chúng ta bật lên đây thì chúng ta thấy cái đèn 1 thì nó sáng lên đúng không? Thầy bước 1 mặc định luôn phải là bước có tụ nhé.
đã là điều khiển thì bước một kiểu gì là phải có ít nhất một bình đúng không, nên nó luôn mặc định là 001 đấy. Thế ta kiểm tra bước 2. Bước 2 ví dụ anh thay con này đây là 10 là 001, nhưng bước 2 của chúng ta nó đang là 20 đúng không ạ? Thế thì không thể đối con Mano là không thể để 001 được, mà chúng ta bước 1 là 001. Bước 2 nó về cái dung lượng nó gấp đôi bước 1 đúng không? Con này con 20, con này con 10. Thì chúng ta phải lấy 20 chia cho 10 bằng 2, tức là phải đặt là 002. Nếu con Myro luôn so sánh bước đầu tiên, cứ lấy chia bước đầu tiên. Bước 3 nó lại là 15. Thế thì chia cho 10 nó là 1,5, nhưng ở đây nó chỉ có 001, 02, 03 thôi. Thì theo khuyến cáo nhà sản xuất sẽ lấy ngưỡng trên, thì đây vẫn lấy là 002 chứ không được đặt là 001. Bước 4 thì đây 20 chia 10 bằng 002 đúng không? Bước số 5 lại là 10, 10 chia 10 bằng 1,001. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra cụ thể trong 10. Cái tủ này từng bước một. Như vậy là bước 2, 002 chúng ta phải thay đổi đi, và chúng ta gì đấy phải tăng nó lên, được chưa? 002. À, bước 3 vẫn là 002, chúng ta dịch xem đèn 3 vẫn đang 002 rồi. Ok. Chúng ta chuyển sang bước 4, 002 đúng không ạ? Chúng ta lại giảm nó đi. Còn thì ở các tụ của các anh tất cả là 001 hết. Tôi đã khảo sát một cái sau đó là thay thế hoặc là không, cũng chỉ không chỉnh không chỉnh một cái gì là không, cứ để nguyên đấy. Bọn em đi thay chỉ biết thay thôi. Bước 5 là 001, chúng ta phải chuyển sang bước 5. Như vậy nó đang ở 02, phải chuyển đi. Như thế này mới không lỗi được. Nó quan trọng để thế này là nó không gắn được chương trình nó thành. Như vậy là chúng ta có bao nhiêu bước thì chúng ta đối con Myro chúng ta cứ lấy cái bước chúng ta cần chia cho bước đầu tiên. Chia cho bước đầu tiên. Nó luôn mối liên hệ với bước đầu tiên. Và bước đầu tiên thì bao giờ cũng là mặc định nhỏ nhất. Vì nó là nhỏ nhất, đúng không? Không không được. Như vậy cái dòng viết trở tép là cực kỳ quan trọng. CK chúng ta có thể tra bảng, có thể tính, nhưng riêng cái viết trở tép anh gắn chương trình của nó không đúng thì tức nó tính sai và nó sẽ lỗi. À, tiếp theo đến switch program. Đấy này thì nó sẽ có 4 chương trình đào cắt. Đây là chương trình là bán tự động. ROT là bán tự động. Auto thì biết rồi đúng không? Tự động. Đây là manual bằng tay. Chương trình FQR là phát ngược về lưới, không có công suất. Nên là đã có một công ty điện lực hôm nọ xuống đi học hỏi tôi cái chỗ này. Là cái công ty đấy nó có cái điện áp mái. Công ty sản xuất đây nó có cái điện áp mái và cứ khi nào thừa thì nó phát ngược về lưới. Phát ngược về lưới. Đặc biệt về chiều nó hết ca và nó phát ngược về lưới rất nhiều. Có công suất nó bán cho ngành điện, nó đăng ký từ trước là nó bán được, đúng không? 2 chiều. Đấy. Thế thì cả giám đốc công ty phòng kỹ thuật, trưởng phòng kỹ thuật đi khảo sát và lắp khu vực này cực kỳ nhiều tủ bù. Nhưng không thể nào nâng được cốt phi lên. Cốt phi khu vực này luôn thấp. Luôn thấp. Thế thì cả giám đốc lẫn trưởng phòng kỹ thuật đến khảo sát không tìm hiểu, không biết nguyên nhân gì mà không nâng được cốt phi ở khu vực này. Thế thì hôm đấy là cái lớp tủ bùi tôi dạy là có xuống đây hỏi tôi là thầy thắc mắc, em thắc mắc ở chỗ là khu của em khoảng bây giờ lãnh đạo cũng đang không tìm ra nguyên nhân là tại sao không nâng được cốt phi của mình lên, mà trong khi đó tủ bù thì nắp rất nhiều vì thấy nó thấp quá mà cứ thế đẩy vào. Thế thì em hỏi là thế khu của anh đặt tính tải nó là gì, em bảo là chỉ có một vài cái nhà máy nó lắp điện áp mái và nó có bán lại cho ngành điện khi nó thừa. Thế thì em hỏi tiếp là thế anh để chương trình nào, thì bảo từ trước giờ em học thì cũng mới được đào tạo, mới được gọi là truyền từ người nọ sang người kia, thì em cứ để chương trình auto.
Thế thì em bảo thế thì đúng nó không bù là đúng rồi, nó không nâng được lên được. Bởi với con Milo này để chương trình auto thì khi có công suất phát ngược về lưới thì lập tức dịch bù tất cả dịch hết để auto. Ví dụ để auto đây đúng không, ta lưu lại này là auto thì cứ có công suất đẩy ngược về lưới thì cái tủ này nó không cho phép làm. Thế bảo đến giờ thì em thấy trong cái đấy nó chỉ có hai chương trình manual và auto. Không, riêng Milo nó có 4 chương trình, chứ không phải 2 chương trình. Chương trình của anh đang cần là chương trình này. Đây là chương trình công suất phát ngược về lưới. Phải đặt vào chương trình này thì khi có công suất phát ngược về lưới nó vẫn làm được bình thường. Đó mới nâng được chương lên. Nhưng cái chương trình này nhiều anh em nhầm ở chỗ là nó cứ tưởng là chương trình auto. Bởi vì khi mình lưu lại thì nó đèn auto nó vẫn sáng nhé. Đây nhá, FQR đây, auto vẫn sáng này. Đúng không? Auto nó có tắt đi đâu. Đây nó cũng là chương trình tự động nhưng nó có thêm một cái nhánh nữa, nó là cho phép công suất phát ngược về lưới, bộ này vẫn làm việc. Nên là nhiều cả cán bộ phòng kỹ thuật công ty cũng không phải ý đâu. Đây nó đang là FQR đây nhưng mà auto nó đang sáng này đúng không? Đúng không? Đấy. Lúc mình thay đổi auto đây thì auto nó cũng sáng. Cái này đúng là chương trình auto rồi nhưng mà chương trình kia nó auto nó cũng sáng. Nên anh em hiểu nó cũng vẫn là chương trình tự động. Nhưng có thêm công suất phát ngược của lưới nó vẫn làm được. Đấy là chuyên đến service của ra. Còn cái này đặt cái thay đổi cái phần trăm sóng hải rồi đúng không? Đấy, cái này là chúng ta thay đổi. Ví dụ ta thường giờ là để 6% 0,6% đấy, bao nhiêu đấy. Hoặc chúng ta tắt ra đi. Đúng không? Đấy. Đúng không? Cái này chúng ta có thể tăng giảm. Hoặc là off ra đi. Đấy, phần này cũng không cần thiết, không quan trọng còn lắm. Cái này gần như cái lực chưa làm, chưa làm bao giờ. Còn cái này thì là báo lỗi thôi. Cảnh báo lỗi thôi. Những cái lỗi này cũng phải xem mình biết lỗi này bản mã lỗi của Milo có trên mạng hết. Còn mạng nó sẽ không nói mấy cái này, nó chỉ sẽ nói là còn nói về bộ Milo này nữa, cài đặt thì nó quá nhiều, các anh em trên Facebook thì quá nhiều, nhưng nó sẽ không nói những cái phần quan trọng. Tôi cũng đã xem chắc không ở dưới video này, nhưng sẽ không nói những cái phần quan trọng. Một cái nữa mà anh em về đây hay thắc mắc, các cán bộ phòng hay thắc mắc, đó là thỉnh thoảng báo cốt phi âm trên màn hình, cốt phi âm các anh cứ về đấy, anh gần như 100% anh em thắc mắc tại sao em đặt 0,96 mà bộ của em cứ báo cốt phi âm. Tức là anh bảo là em đặt 0,96 thì đúng ra lớn hơn 0,96 cái nó phải cắt ngay, cắt tụ đi để nó đúng không? Đấy. Gần như 100% là sao nó âm mà nó không cắt tụ đi đúng không? Âm tức là thừa đang thừa cốt phi. Thế tại sao nó cắt tụ? Thì mọi anh em về đây cứ thắc mắc là tại sao nó không cắt. Cứ đổ cho con này nó lỗi, nó hỏng, nó báo không đúng. Chứ không phải là con này nó ổn định lắm, nó lỗi nhanh như thế đâu. Yeah. Nó âm nhiều lúc là chuyện bình thường, nhưng mình phải giải thích được là tại sao nó âm mà nó không cắt, đúng không? Anh em hiểu là đối với con này nó đủ thông minh để nó hiểu là nó đang lớn hơn cái giá trị mình đặt đây. Nhưng anh em phải phân tích như thế này, nếu nó cắt đi một bước thì nó thiếu 7, nhưng nó để âm này duy trì ở mức âm thì nó thừa có 3 thôi. Như vậy nó so sánh giữa cái thiếu 7 và thừa 3, cái nào lợi hơn thì nó duy trì. Nên là nhiều lúc trạng thái âm là chuyện bình thường. Chứ còn không phải cứ kẹt 0,96 là lớn hơn 0,96 là nó cắt, không đúng đâu nhé. Hoàn toàn sai lầm. Chúng ta hiểu không hết bản chất của cái bùng này. Trừ khi nào này, trừ khi vì em đã test thử cái này rồi, trừ khi ông dùng cái máy bơm cốt phi ở đây, em đã bơm thử rồi, máy tạo cốt phi bơm đúng 0,96
lớn hơn một chút 0.96 thì lập tức nó cắt, tức là không có phụ tải mà chỉ dùng mỗi máy cốt phi bơm thẳng vào cái con này này thì cứ đúng lên ngưỡng 0.96 thì nó cắt. Đấy là mỗi cái máy tạo cốt phi không liên quan đến phụ tải, nhưng đóng phụ tải vào mà để con này nó nhận biết nhé, thì nó khi đó tức là đóng phụ tải tức là có tụ và phụ tải thì con này nó đủ hiểu là cắt thì nó thiếu 7 mà để âm thì nó thừa 3, giữa thiếu 7 và thừa 3 thì nó chọn giải pháp là để thừa 3 để cho nó sẽ có lợi hơn khi ông cắt một bình đi, đúng không? Nên là tại sao vẫn thỉnh thoảng hiện cốt phi âm nhá, không phải bộ này sai nhá, khẳng định luôn, không phải mà chúng ta hiểu không đúng rõ bản chất của nó. Thế là vẫn chấp nhận được. Tức là đấy là mình vẫn đang, nó vẫn điều chỉnh ở hướng có lợi cho mạch điện chứ không phải là đấy nó đang có hại nhé. Anh em hình dung chỗ này rồi. Đấy, nhiều anh em về cứ thắc mắc cái chỗ này. Còn đúng cái này, đúng 96 mà nó cắt thì trừ khi đó là bơm cốt phi vào, không có tải. Em đã thử bơm cốt phi rồi. Đấy, nên là đấy một bộ cài đặt.